Xin chào các bạn đến với kênh YouTube Bố Cùng Ông. Hiện tại thì gia đình nhà mình đã đến được khách sạn Giờ Trai, nằm tại địa chỉ là 47 đường Lạch Trai, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Đây là khách sạn mà thuộc công ty Nam Cường các bạn nhé. Lúc nãy mình đi mình cứ tìm khách sạn Giờ Trai nhưng mà không thấy đâu, và hỏi biết là biển thì người ta lại đề là Nam Cường. Đây là một cái phòng mình thuê với cái giá 900.000 trên Traveloka. Phòng này thì giá 900.000 là sẽ không có ăn sáng các bạn nhé. Có ăn sáng thì giá nó sẽ khác, nhưng mà mai nhà mình đi đi cắt bà sớm nên là mình sẽ không mua ăn sáng, mà mình muốn ăn sáng bên ngoài để trải nghiệm cái ẩm thực của thành phố Hải Phòng. Mình thích ăn sáng bên ngoài hơn cho nên mình đã không mua cái suất ăn sáng. Phòng của mình thì cũng có một giường lớn như này thôi. Quay qua cho các bạn xem. Và một cái cửa sổ thì view cũng tương đối là đẹp. Nó view của mình thì nhìn ra một cái công viên và hồ. Cái này thì mình cũng chưa tìm hiểu cho nên là chưa biết được cái địa điểm này là gì. Kia nó có ghi là cung văn hóa gì đấy. Nó cũng tương đối là đẹp. View tương đối là đẹp. À, còn bây giờ thì sẽ giới thiệu qua cho các bạn phòng của mình đây. Có một bộ bàn ghế. Bạn Mốc chào kênh khán giả kênh Bố Cùng Ông Đệ. Một cái giường lớn này. Một chiếc tivi nhỏ này. Phòng này. Đấy. Cũng như các cái khách sạn khác thôi. Khách sạn này thì mình thấy ghi là 4 sao các bạn nhé. Đồ uống thì có cà phê và trà sẽ miễn phí này. Nước lọc miễn phí này. Một cái ấm đun nước cho các bạn siêu tốc này. Trong này thì có chuẩn bị sẵn nước ngọt. Coca cũng vào, có nước thêm nước Aquafina nữa. Những cái này bạn dùng thêm thì bạn sẽ phải mất tiền. Đấy. Tủ quần áo. Có hai bộ quần áo cho các bạn này. Tủ quần áo. Ừ. Chú vào làm gì? Rất ok luôn. Phòng của mình. Tí nữa có gì mình sẽ quay cái tiền sảnh. Và trên tầng 8 thì sẽ có bể bơi, phòng tập gym. Chiều nay nhà mình sẽ lên đấy bơi. Đây là nhìn khách sạn từ bên cái phòng mình từ bên ngoài vào. Bố. Cái gì con? Còn phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh thì cũng rất là sạch, đẹp. Đấy. Sẽ có khăn, có xà phòng, có bàn chải đánh răng cho các bạn ở đây. Nam Cường Hotel. Đây, kéo này vào nhé, dành cho hai người các bạn nhé. Rất đặc biệt. Bể bơi. Tí nữa Mốc 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 vào đây ngâm mình nhá. Khách sạn tương đối rất là, hình như vẫn còn mới các bạn. Không biết xây chưa, nhưng mà xây năm bao nhiêu, nhưng mình thấy là các cái thiết bị ở đây tương đối là mới. Mình ở đây thì chỉ trong ngày chiều thứ sáu này thôi, và sáng thứ bảy mình đi cắt bà rồi, mình chỉ ngủ lại đêm ở đây thôi. Ngày hôm nay thì xuống thành phố Hải Phòng để ăn chơi ở đây một buổi chiều và một buổi tối. Ngoài này quay qua cho các bạn cái không gian của tầng của mình. Rất là khách sạn rất là đẹp. Bên dưới này thì đang sửa chữa. Trên này có một câu lạc bộ. Phòng mình ở là phòng 606. Giới thiệu các bạn sơ qua về cái phòng mình đang ở tại khách sạn Giờ Trai Hotel, nằm tại 47 Lạch Trai, Ngô Quyền, Hải Phòng. Bạn nào có nhu cầu đi thành phố Hải Phòng chơi thì có thể tham khảo khách sạn này. Hôm qua mình tìm trên Traveloka, trên Agoda, trên Booking thì thấy khách sạn này giá cũng bình dân mà được nhiều mọi người đánh giá là tốt, cho nên mình đã chọn cái khách sạn này để mình
lưu trú tại một đêm tại thành phố Hải Phòng. Nội dung video xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Mốc chào khán giả nào.